Những năm qua, bằng những hoạt động ý nghĩa và thiết thực, Hội Chữ Thập Đỏ huyện Lạc Sơn đã phát huy tốt vai trò nòng cốt là cầu nối trong các hoạt động cứu trợ nhân đạo tại địa phương. Qua đó, khơi dậy lòng nhân ái của các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ 2016-2021 vừa qua, các cấp Hội Chữ Thập Đỏ huyện Lạc Sơn đã luôn phát huy tốt vai trò cầu nối, làm tốt công tác cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo. Hội đã chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, điều tra, rà soát, thống kê số hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người có công, nạn nhân chất độc da cam. Đồng thời, vận động cán bộ, hội viên, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ với nhiều hình thức phong phú nhằm trợ giúp nhân đạo kịp thời cho các đối tượng thông qua các hoạt động thiết thực cụ thể. Có thể thấy, phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam được phát động hàng năm vào dịp Tết Nguyên đán của dân tộc đã nhận được sự quan tâm ủng hộ của đông đảo các cấp, các ngành, các địa phương cũng như các tổ chức và cá nhân trên địa bàn huyện. Trong nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp Hội Chữ Thập Đỏ trong huyện đã trao tặng 15.187 xuất quà với tổng trị giá trên 6 tỷ đồng cho các đối tượng, tạo điều kiện để mọi người, mọi nhà đều được vui Tết đón xuân đầm ấm sung vầy. Cùng với đó, cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo cũng được quan tâm thực hiện thường xuyên. Kết quả trong nhiệm kỳ đã trợ giúp trực tiếp và kết nối giúp đỡ 500 lượt địa chỉ với tổng trị giá gần 920 triệu đồng. Một trong những chương trình được Hội Chữ Thập Đỏ đặc biệt quan tâm đó là chương trình Ngân hàng Bò. Trong 5 năm qua, các cấp Hội Chữ Thập Đỏ toàn huyện đã tổ chức trao tặng 120 con bò giống, 5 con lợn giống, tổng giá trị trên 1,5 tỷ đồng. Qua đó, giúp nhiều hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện có cơ hội vươn lên, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Chương trình của Ngân hàng Bò mà kế hoạch của cấp trên từ huyện ra kế hoạch ấy thì là từ năm 2014 là xã Thượng Cốc là mới phát triển cái Ngân hàng Bò này. Đến năm 2021 này là tổng cái đàn bò của xã Thượng Cốc là cả cái phần động lớn cái đẻ ra tổng cộng là đã được 23 con. Trước đây gia đình cũng gặp nhận rất là nhiều khó khăn, được với nhà nước là Hội Chữ Thập Đỏ là hỗ trợ là con bé giống, bây giờ này cũng chăm sóc để con bây giờ bò nó cũng sinh sản rồi, là con đầu lòng cũng chuyển nhượng cho bên Chữ Thập Đỏ để chuyển lại cho các hộ khác còn gặp khó khăn như tôi ngày trước. Bây giờ này cũng sinh sản từ hôm đấy là cũng đẻ thêm 2 con nữa. Bây giờ con bê này tôi là để lại để nối tiếp là cho nó sinh sản ra nhiều hơn nữa. Trong nhiệm kỳ, chương trình an sinh xã hội chung tay xây dựng nông thôn mới cũng được Hội Chữ Thập Đỏ huyện tích cực quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đã vận động và khớp nối với các tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí xây nhà chữ thập đỏ cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, hộ gia đình có nhà bị sạt lở do mưa bão. Kết quả đã xây mới được 35 căn nhà, sửa chữa được 3 căn nhà với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội Chữ Thập Đỏ của huyện còn kịp thời cứu trợ khẩn cấp trong các tình huống rủi ro, tai nạn, hỏa hoạn, đuối nước trên địa bàn với 200 trường hợp, tổng giá trị đạt gần 350 triệu đồng. Chúng rất là cảm ơn Đảng và Chính phủ và các ban ngành đoàn thể như câu lạc bộ Tình Người của tỉnh Hòa Bình và câu lạc bộ Chữ Thập Đỏ huyện Lạc Sơn và nhà máy thủy điện ở xóm Bán định cư cũng đã ủng hộ giúp đỡ gia đình tôi, cho nên gia đình tôi cũng được cái nhà kiên cố như ngày hôm nay. Còn trước đây tôi ở trên này ấy cũng khó khăn lắm, nhà cũng siêu vẹo như vậy là mưa cũng dột nát không chịu được. Có thể nhận thấy, thời gian qua, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của người dân trên địa bàn, đặc biệt là các lao động đi làm ăn xa tại các vùng dịch trở về địa phương, phải tham gia cách ly tập trung theo quy định.
trong năm 2020 và đầu năm 2021, các cấp Hội Chữ Thập Đỏ huyện đã huy động nguồn lực đóng góp ủng hộ của các cá nhân, nhà hảo tâm và kịp thời tổ chức trợ giúp nhân đạo tại cộng đồng với tổng trị giá gần 150 triệu đồng. Phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức cấp gạo cho hơn 800 lượt người với tổng số gạo đã cấp phát 8.000 kg. Cùng với đó, Hội Chữ Thập Đỏ các xã thị trấn cũng đã chủ động phối hợp với các tổ chức hội tiến hành quyên góp ủng hộ nấu hàng nghìn suất cơm nhân đạo từ thiện, hỗ trợ những người tham gia cách ly tập trung vượt qua khó khăn. Hội Chữ Thập Đỏ đã xin ý kiến lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban để tuyên truyền vận động bà con nhân dân trên địa bàn 13 phố xóm của thị trấn để tổ chức nấu ăn cũng như quyên góp bằng tiền mặt, cũng như là các phố nào có nhân lực thì sẽ tổ chức nấu ăn tại phố. Phố nào không có nhân lực thì sẽ đóng góp tiền để Hội Chữ Thập Đỏ sẽ đại diện nấu những suất ăn trao cho những người cách ly tại hai điểm, điểm trường cấp 1 Vụ Bản và điểm Ủy ban Nhân dân xã Liên Vũ cũ. Từ đầu dịch, đầu cái ngày những ngày cách ly đến hết cái đợt cách ly, mọi người sẽ không phải chi phí về bất cứ một khoản. Từ ăn sáng, ăn trưa, ăn tối thì hội sẽ tuyên truyền vận động và chi phí toàn bộ. Sau đó kinh phí mà nếu còn dư thừa sẽ hỗ trợ những người đang thực hiện cách ly thêm kinh phí để nộp tiền xét nghiệm COVID theo quy định. Hàng năm, Hội Chữ Thập Đỏ huyện cũng đã xây dựng và triển khai kế hoạch phòng ngừa ứng phó thảm họa theo phương châm 4 tại chỗ tới tất cả các cơ sở hội trực thuộc. Các hoạt động quyên góp, ủng hộ từ thiện nhân đạo luôn nhận được sự đồng thuận của đông đảo người dân trên địa bàn huyện. Tiêu biểu trong năm 2020, Hội Chữ Thập Đỏ huyện đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, doanh nghiệp Tuấn Khánh, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Sơn Nhật và bà con nhân dân xóm Đồng Tâm, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ trực tiếp cho người dân ba tỉnh miền Trung gồm Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra với tổng số 4.000 suất quà bằng tiền mặt và các nhu yếu phẩm. Hai chú cháu là hai cái doanh nghiệp khác nhau, ngồi với nhau thì cũng ra cái ý tưởng là có một chút gọi là ủng hộ miền Trung. Thể hai chú cháu bảo thôi ủng hộ tấn gạo xuống cái huyện để xin phép là hai doanh nghiệp đứng lên làm và bà con của làng Đồng Tâm, xã Đồng Gốc và các xã lân cận kêu gọi cả tiền của và vật chất để gói lên được những chiếc bánh. Và có những người thì khi mà làm được rồi thì có những người người ta lại mang cả mì tôm rồi là gạo rồi là quần áo. Bà con ở trên Đồng Tâm Thượng Cốc này là người ta rất là nhiệt tình. Một trong những hoạt động luôn được Hội Chữ Thập Đỏ huyện quan tâm thực hiện và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các cán bộ hội viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, đó là công tác hiến máu tình nguyện. Kết quả thực hiện hàng năm đều vượt chỉ tiêu Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh giao. Đây cũng là phong trào huyện Lạc Sơn luôn được Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh đánh giá cao. Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức được 10 đợt hiến máu tình nguyện với 7.000 người đăng ký hiến máu, tiếp nhận được 5.349 đơn vị máu. Các đơn vị tiêu biểu phối hợp thực hiện tốt như Hội Chữ Thập Đỏ thị trấn Vụ Bản, Hội Chữ Thập Đỏ xã Xuất Hóa, Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện, kho K854. Trong cái năm qua thì cái chi hội Chữ Thập Đỏ Phố Tân Giang đã phát huy được cái công tác của hội trong nhiều năm và đều đạt được cái danh hiệu là xuất sắc của thị trấn Vũ Bản. Thế và nhờ cái mũi nhọn của chi hội Phố Tân Giang ấy là cái mũi nhọn là hiến máu. Hàng năm thì chúng tôi đều vượt mức hoàn thành và vượt mức cái kế hoạch. Có năm đến hơn 200%. Đấy, và công tác hiến máu nhân đạo này không những là ngoài cái việc mà chúng tôi làm công tác tuyên truyền vận động hội viên để tham gia hiến máu, mà chúng tôi đã vận động mọi người ngoài cái đối tượng là hội viên, tức là thanh tình nguyện viên để tham gia hiến máu. Vậy chúng tôi xác định đây là cái nghĩa cử cao đẹp mà mỗi người dân, mỗi công dân chúng ta cần phải làm. Việc làm trong cái mũi nhọn này ấy, là chúng tôi có xây dựng các cái câu lạc bộ, tức là xây dựng cái câu lạc bộ hiến máu nhân đạo, mà cái câu lạc bộ này là câu lạc bộ gia đình, gồm các cái gia đình mà cả vợ, cả chồng, cả anh, cả em đều hiến máu. Từ những kết quả đạt được, có thể khẳng định
trong nhiệm kỳ 2016-2021 vừa qua, công tác hội và phong trào chữ thập đỏ huyện Lạc Sơn đã có bước phát triển toàn diện, khẳng định vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối của hội chữ thập đỏ trong các hoạt động nhân đạo từ thiện, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân dân đối với hoạt động từ thiện nhân đạo. Hoạt động của hội chữ thập đỏ ngày càng được lan tỏa và thu hút đông đảo sự tham gia của các tổ chức cá nhân, đã trợ giúp, giúp đỡ nhiều đối tượng thuộc diện nghèo, cận nghèo khó khăn vươn lên dần ổn định cuộc sống. Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của huyện ủy, ủy ban nhân huyện, hội chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình, hội chữ thập đỏ huyện Lạng Sơn đã đoàn kết nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. 5 năm qua, công tác hội phong trào chữ thập đỏ có những bước phát triển khá toàn diện, khẳng định vai trò cầu nối, vai trò điều phối trong công tác hoạt động nhân đạo, tạo sự chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân dân đối với hoạt động nhân đạo. Hoạt động của hội ngày càng lan tỏa và thu hút đông đảo sự tham gia của các tổ chức cá nhân đã trợ giúp, giúp đỡ nhiều đối tượng có hoàn cảnh khó khăn để họ vươn lên trong cuộc sống. Thì trong nhiệm kỳ vừa qua, tiêu biểu hội đã thực hiện 7 chỉ tiêu hoàn thành đạt vượt kế hoạch. Có nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu đã được Trung ương hội, tỉnh hội và Ủy ban nhân tỉnh tặng bằng khen. Thì tiêu biểu như hội chữ thập đỏ huyện được nhận 2 bằng khen của Ủy ban nhân tỉnh. Về các xã thị trấn trong toàn huyện thì là bằng khen của Trung ương hội được 50 cá nhân và 50 tập thể. Bằng khen của giấy khen của tỉnh hội 50 cá nhân và 50 tập thể, và giấy khen của Ủy ban nhân huyện ở trong nhiệm kỳ có 50 tập thể và 250 cá nhân. Trong cái thời gian tới, hội tiếp tục thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương hội, hội chữ thập đỏ tỉnh Hòa Bình và Ủy ban nhân huyện về các hoạt động chữ thập đỏ, phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc với vai trò là cầu nối, là điều phối của hội trong hoạt động nhân đạo, thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, góp phần tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, hội chữ thập đỏ các cấp trong huyện Lạc Sơn sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa, phát huy tốt vai trò nòng cốt, cầu nối trong các hoạt động từ thiện nhân đạo, để giúp những người nghèo, người yếu thế vơi đi phần nào khó khăn trong cuộc sống, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.